trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang trình diễn một đơn loa JBL có model là 4655, một dòng loa do Mỹ xuất và đặc biệt là xuất cho khối châu Âu. Tiếng bán đánh ấp ỉnh, tiếng dép đánh leng keng và tiếng trung ngọt lịm, một dòng loa có thể nói là trưng bày cực đẹp, độ mới là 100% nhá, quá hay luôn, mùi thơm lức lở loa bay ra, loa này thơm cực kỳ luôn mà nhá, và tiếng nó quá ngọt, bát 40 dép kèn đeo 4 số, một dòng loa 3 số mà nhá, đeo 4 số cực đẹp luôn, không bộc ra mà cực mịn. Làm vùng giá hàng triệu con tim khi được nghe. Lo Mỹ nó đem đến quý vị và các bạn một cảm xúc nghe nhạc mùi thơm nước lở quẩy với tiếng nhạc với những giọng hát, nó tạo lên một điểm nhấn rất sâu trong quá trình nghe nhạc. Có phê một dòng loa rất hiếm tại Việt Nam. Hôm nay mình được 2 cặp đó nha. Với cặp loa này các bác hãy ghép cho cụ đẩy có công suất 600W trở lên, đánh rất hay nhá, khai thác chưa để âm luôn. Em đang ghép bầu ngoài kìa. Quá tuyệt vời đúng không? Mùi thơm bay khắp nhà mà, lức lở luôn. Đấy, em ghép vào cái bộ ngoài đơn giản thôi. Một cụ đẩy Montepetti, một chiếc vang không có nhiều đâu nhá. Các bạn nhìn này, nó có đẹp xuất sắc luôn. Một đôi loa Mỹ, một tiếng bắt đánh cực sâu và mềm, đánh phê ban mê luôn mọi nhá. Những cặp loa này các bác dùng về thì tuyệt vời, nó là một đồ trang sức trong gia đình, quá đẹp luôn. Bây giờ phần tiếp theo là phần tháo nội thất bác nhá, quay ruột như mới luôn, giá trên 20 triệu dưới 30 triệu. Hello các bác nhá, chào mừng tất cả các bác và anh em là những tín đồ của loa Mỹ. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu và quảng bá về 2 cặp loa Mỹ 4 số. Đây là một dòng loa đến từ thương hiệu JBL. Đặc biệt cái dòng loa này là được sản xuất cho khối châu Âu. Loa Mỹ thì nó có rất nhiều dòng loa Mỹ cho rất nhiều các cái thị trường khác nhau, nhưng đây là dòng loa được sản xuất cho khối châu Âu. Do vậy cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí của nó đề ra là cực kỳ cao. Thì với dòng loa này, cái đầu tiên mà gây ấn tượng cho em đó là cái thiết kế bề ngoài nó là một dòng loa cực kỳ là vuông vắn, sắc nét và sang trọng, rất phù hợp cho tất cả những bác có thể là trưng bày trong phòng khách nhà mình. Nó tạo cho phòng khách nhà mình một cái vẻ đẹp cực kỳ là sang trọng và nó sẽ nâng cao cái level của phòng khách mình lên. Thì dòng loa này là một dòng loa đời 4 số có model là 4655 BK, một dòng loa nghe nhạc tuyệt vời,
Hát karaoke thì không có chỗ chê, giọng ca thoáng đoãng và sắc sảo cũng như là độ rộng rãi của nó. Hơn nữa thì dòng loa Mỹ nó có khả năng phổ âm rất là rộng và khi nghe nhỏ không bị méo âm. Thì hai đứa này em nhập về chỉ còn nói mỗi từ thiếu hộp xốp nhé, nó đẹp, nó mới kính cong luôn, mới kính cong, mới tuyệt vời. Tức là từ hình thức bên ngoài đến bên trong gần như bác nhé là chưa qua dụng đấy. Bác có thể nhìn qua ống quay thì bác nhìn cái bông thiếu âm nó vàng cháy, vàng trong và chưa có một tí bụi nào, bụi trần nào bay trong loa. Nó đẹp xuất sắc. Dòng loa này nó sẽ cao hơn đời như là đời 3 số như là 938, 838 rồi là 835, 925 vân vân. Dòng loa có thể nói thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Đầu tiên là cái ấn tượng nó bề ngoài. Thứ hai là phần nội thất nó cực kỳ mới nhá. Âm nó quá tuyệt vời. Và bây giờ em sẽ quay chậm chạp từ từ để bác thưởng thức và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp toát lên của cặp loa Mỹ 4 số này. Hiện nay ở tại Việt Nam ấy thì đây là một dòng loa hiếm và rất ít có bác nhá. Bác có thể quan sát này. Đây là cấu tạo thùng của nó. Thùng nó gỗ là 100% rồi và được bọc một lớp da mịn trông rất là đẹp bác nhá. Rất là đẹp. Và trên này nó hỗ trợ cho tất cả các bác nhiều cái góc độ để treo loa. Đôi loa này có độ rộng của nó ấy, là 48, sâu là 34 và cao từ dưới đến trên cả chân là 66. Do vậy rất phù hợp cho các bác kê kích trong gia đình nhà mình. Bác lại nhìn tổng quan, nó vuông thành sắc cạnh đẹp, sắc nét luôn, quá đẹp. Đấy, em nhập về mà em cảm thấy nó có ưng cái bụng mình luôn, tuyệt vời. Và nó có mùi thơm phức nhá, lức lả luôn, mùi thơm cực kỳ luôn. Đây là cái mô đen của nó, mô đen là 4655BK, lội trở 8 ôm, tất cả loại đều có series hết. Và dòng này được sản xuất tại Mỹ, hỗ trợ rắc và rắc kẹp cũng nhé. Đấy, rắc kẹp này, rất là dễ dàng đúng không? Cho tất cả những bác có thể là kẹp dây loa, dễ dàng thôi. Về phần nội thất của nó thì bác có thể xem này. Nó mới mức độ là không tưởng tượng bác nhé, gần như là không có tí bụi trần nào bay trong loa luôn. Bông của nó mới tinh, bông thủy tinh, rất là ngứa, được bao bọc xung quanh thùng loa để tiêu âm. Với dòng bông này thì nó sẽ tạo ra tiếng âm rất là hay, nó không bị mất âm, không bị thừa âm và nó cắt được những tiếng ù, tiếng ồm của loa bát nó tép sinh ra. Sử dụng hai lỗ trong khi phía trước và toàn bộ ốc nó còn mới quét luôn nhá, ốc này nó mới kinh khủng luôn, em còn ngỡ ngàng này, nó mới phải đen cườm luôn, zin từng con ốc. Phân tần nó thì không to bác nhá, phân tần này. Đấy, nó chỉ có dùng và có hai quần cảm thôi và một hai cái tụ thôi. Nhưng mà đây là những tụ đắt tiền mới nhá. Những tụ cực kỳ đắt tiền, ví dụ tụ Trung Quốc ấy, nó to bằng cổ chân nhưng chỉ 100.000 thôi. Nhưng với những tụ Đức, tụ Mỹ, tụ của Pháp hay tụ của Anh thì nó mấy triệu thôi nhá, một cái tụ thôi. Nhưng quan trọng nó là xử lý âm thanh. Nó chuẩn, nó chất nhá. Nó đưa ra nó tái tạo âm thanh không bị mất. Ngay trên cái phần tần đều có mô đen là 4655. Đấy, thơm phức quá nhá, cực thơm luôn, cái này thơm lắm. Và kể cả những tay sách bên đều có những cái mã số của nó riêng này, ký hiệu riêng. Thì với hai cặp loa này thì không một có tí nào chê. Cái từ cái căng thôi, đẹp từ cái căng luôn. Là bác nhìn cái ốc bắt này, rất là chất luôn. Và bác phải nhìn cổ tép, cái này là từ nó từ 14, học nó là 44.4. Nó chạy cổ tép là 2416H-1. Đấy. Còn nguyên bản luôn. Cái lăm châm này còn sáng óng này. Đấy, sáng bóng luôn, từ mới cổng và ngay từ cái phễu này đều có dập mã số hết. Ba quả này đẹp như thế bác nhé, không khác gì nhau. Bởi đôi loa nó quá đẹp luôn, mà nhìn từ cái góc cạnh nó vẫn còn đẹp xuất sắc luôn. Cổ bát này, cái cổ bát này nó cấu tạo giống cổ như là 938, 838 ấy, mới là dòng 86, nhưng nó nặng hơn rất nhiều bác nhé, nó nặng hơn rất nhiều luôn. Em cân được khoảng 9 cân, khoảng 9 cân xương nhôm. Mà cái mới như này. Đấy, nó mới như này, nó sắc cái này cơ mà. Đấy, từ cái chỗ kẹp loa của nó mà, nó mới teng này. Đấy, kể cả từ cái bát hàn nó còn mới sắc sảo này. Một cái dấu đóng của Mỹ đây. Và cổ bát là cái mã nó là 2032H. Đấy. Và về cái màng loa, bạn nhìn thấy này, nó chưa có dính một tí bụi nào luôn, đúng không? Chưa dính một tí bụi bùi nào bạn nhá. Ok chưa? Gân nụ tầm dầu 3 sóng. Đấy. Và thiết kế cái màng bát nó hơi lồi lên so với những dòng như là 826, 926, rồi là 925, 825. Và cái đương nhiên này mà, cái này nó đẹp rồi, nó nét mà này. Cái cổ nó thì không chê được. Keo nó là keo sữa, tròn ve,
màng bát gần như mới tinh. Các bạn nhìn qua ống kính nó có những cái sợi thủy tinh đấy, trông rất là sắc sảo, mà nó hơi dài một chút. Thì với phân khúc này các bác chưa được bạo lực được nhé, chưa bạo lực được, nghe nhạc được, karaoke được, hay nó mới tinh thủy tinh này, như là loa chất lượng. Bên em thì quay rất là kỹ bác nhé, kỹ càng. Thì giá đôi loa này cũng giá là hơn 20 triệu, dưới 30 triệu nhé. Thì các bác đã sở hữu ngay được một cái được cặp loa nó quá đẹp, để trưng bày là hết sức là tuyệt vời rồi. Về chất âm thì không thể chê nó rồi, không chê dòng này rồi, mới két quá nhá, mới két là kẹt luôn. Từ cái logo của nó, JB đều có thể xoay qua này 360 độ được, xoay được 360 độ nhá. Rất là đẹp luôn. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 110. Em ra hàng Hàn Quốc, các nhu cầu thì sẽ cọc trước em 1-2 triệu về loa nhá, giá trên 20 triệu, dưới 30 triệu. Giá cụ thể thì alo cho em để biết chính xác, bởi vì bây giờ nó là giá cạnh tranh thị trường các bạn. Cho nên các bác thông cảm nhé. Muốn sở hữu loa này thì không nhiều nhé, thì bác sẽ nhanh tay sẽ được sở hữu những cặp loa đúng ý mình luôn và chất lượng cực tuyệt vời. Đây là hàng ship EMA nhé, EMA cho nên rất là đẹp các bác nhé. Cho nên là nó khác với hàng nhập công, EMA nó sẽ đẹp hơn. Anh Nguyễn chào bác nhé.